Hello, xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube Long's Kitchen. Hôm nay hai mẹ con Long mời cả nhà ăn bò nữa nha cả nhà. Cái này xương bò mà xương cộng á. Xương cộng. Này nấu như là nấu súp mà kiểu mà không phải là để Long không có để phở như người phở nha. Con để thịt chiên ra, súp chiên, ăn gì cho nó dễ tại vì cái nước với lại cái thịt đó nó trộn chung với nhau cả nhà. Còn nóng ăn không ăn nhanh được. Nay thì ăn chung đây thì hai mẹ con ăn chung với cơm nha cả nhà. Cái này mình để lên xíu lên trên nó cũng được không sao. Đó, cái này chấm với lại tương. Ở đây nó có sa tế này cả nhà. Cho miếng sa tế vô trong cái ăn phở giờ ngán rồi, giờ qua mình nấu nguyên súp ăn với cơm. Sa tế không à? Ăn được không? Đó. Đây. Đây là cái chén tương sa tế của Loan nha cả nhà. Dẫn chưa? Mời cả nhà ăn cơm. Hấp miếng nước. Mời cả nhà nha. Con để nhiều hành lắm á. Nó nấu này chung với lại đường phèn cả nhà. Ngon. Được. Dạ. Yeah. Mời cả nhà ăn. Giờ dạ, không có nấu phở lần nữa, ngán rồi. Dạ, ăn vậy nè. Vincent ăn là một cục gửi thịt luôn á cả nhà. Cục gửi mà, nhưng mà cái cục nó nhỏ hơn cục này. Ngon, mềm. Ai cảm ăn này chắc giải cảm luôn mà. 22 tiếng hồn. Quá trời ngon. Cũng còn gớt cục xương ra ngoài luôn à. Đây cả nhà, cái cục này nó mềm nếu mà gớt xương ngoài luôn. Còn chấm vô này cá, vừa có tương đen, tương chin su với lại sa tế luôn cả nhà. Mời cả nhà nha. Nó mềm lắm mà. Cái này nấu bò kho ăn cũng ngon lắm ạ. Ngon quá. Ăn vậy đi cho nó ngon. Trộn cái này hết. Ủa, con qua lấy chanh ha. Mặn chanh như nữa. Chua chua ngon nha. Ngon quá. Cái này nấu mà kêu để thêm củ cải trắng nữa nha. Cái mùi nó lạ lạ không xấu. Quá. Thịt nó muốn rớt ra luôn. Nó thơm mà nó thơm quá trời thơm. Hôm bữa Long quay cái video ăn cua với mẹ cả nhà. Có bạn như comment đó. Bình luận cái nào. Hỏi sao mà Long dành ăn với mẹ Long vậy? Long biết trả lời sao luôn cả nhà. Long mới nói với mẹ là mời các bạn nó vô nói con sao mà con ăn nhanh quá vậy. Không biết mẹ ăn được nhưng mà con dành ăn với mẹ, chừa cho mẹ ăn với. Mẹ cũng cười trừ luôn, mẹ cũng không biết nói gì luôn. Này mà cái video á, mấy video sau mà Loan có để nha, cho mẹ hết Loan chậm chậm lại cả nhà để mẹ ăn nhanh xíu á. Thì thế là cũng sẽ có một cái bình luận là sao mẹ dành ăn là với con. Không. Ăn món này kia nọ là Loan đều hỏi cha mẹ cho rồi cả nhà. Làm món này hả cha mẹ thèm gì, ăn gì Loan làm ăn cả nhà.
mà các bạn đó nói luôn dành ăn với mẹ cũng mắc cười á. Tại vì cái dung lượng á, thời lượng của cái video có hạn, con lẹ mà ăn cho hết. Bằng cho cái thời lượng của cái video nó ngắn cả nhà, phải chọn hoàn. Thấm thơm sợ mà. Tại vì lon quay video ăn uống quen rồi, mẹ mới quay đây mà. Cái này ăn theo kiểu cảm thấy thoải mái nhất, chứ không có ràng buộc, ép buộc cả nhà. Ai quay video ăn nhanh được thì ăn, không được thì ăn chậm cái nhà. Xong mình tua nhanh cũng được nữa, không có cần phải nhất thiết ăn nhanh cơ. Mẹ ăn cục là nó ngán luôn á. Cái cải này nó ngọt quá, thơm quá trời. Rớt cục xương này luôn. Quá hôm nay hầm mềm luôn. Rồi con nước thử ha. Hả? Chưa mình đưa con nước thử. Nó này nó có nè. Có tỉ không? Phải chân ấm nè. Quá trái hầm nè. Nút cũng được miếng cả nhà. Mở cả nhà nha. Rất là chà cực bờ nó ngon. Ủa nó no à. Nó béo mà nó thơm dữ lắm. Mà đang rửa bò, rửa sạch muối chanh hả mẹ? Có muối không? Muối sạch, muối chanh mấy lần nước thôi nè. Rồi luộc mà luộc sơ, bỏ nó thơm vô. Béo mà nó thơm. Rồi xong rồi lon hầm cho 2 tiếng đồng hồ cả nhà. Để ấm qua đêm nữa, bây giờ mới ăn. Ngon quá. Mình có nước cũng quá trời ngán nè, ăn không hết cơm. Mời cả nhà nha. Nè xác sĩ cấp đầu, đâu biết là xác sĩ đâu. Con thấy chồng nó uống hay nó mất chứ, uống theo mới biết là cái mùi này mùi xác sĩ cả nhà. Đổ cái câu dưới này cũng được nữa mà, thơm mùi xác sĩ á. Quá ngon. Muốn hút nữa mà no quá. Cái này phải có thêm ngò ôm, ngò gai cả nhà ăn nó thơm nữa. Mà đúng cái rồi. Mùi này nó thơm hay có mùi khác thôi mà. Thơm hay có vị khác, vị củ cải trắng. Tại mình đâu có để đồ mãi vô. Đâu có để mùi phở không? Ăn cái này cũng ngon. Cái này ai mà đang cảm nhẹ, ăn chừng cục hút nước cho là giải cảm luôn. Vậy mà bên sành ăn đường cục gửi nha cả nhà, nhưng mà cái cục nó mỏng hơn xíu. Bốp thêm cục gửi cả nhà, bên sành ăn cục gửi đó. Bên sành ăn cũng mạnh lắm à, ăn theo kiểu kiểu người lớn luôn á. Này là no tới tối, nhưng tối thì chắc cũng 8-9 giờ mấy ăn chập nữa. Thì đó cả nhà ơi, Lon xin kết thúc cái video. Hai mẹ con Lon ăn sườn bò mẹ hay là cái gì mà? Cái này kêu là gì? Sườn bò chứ gì? Sườn bò hả? Ừ.
kết thúc cái video ăn súp sườn bò nha cả nhà. Lon gọi chung nó là súp sườn bò, chứ bây giờ cái món này Lon không biết là kêu món gì nữa, anh nấu mỗi lần mỗi khác cho nên không biết cái tên nó tên gì luôn. Súp sườn bò nha. Cả nhà đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Lon's Kitchen để Lon ra nhiều cái video mới và hấp dẫn hơn nữa nha. Thank you for watching Lon's Kitchen. Bye bye. Tự nhiên quên.